Đây là cuộc PK khủng nhất giữa các bậc thầy mở khóa, 8 người vây thành một vòng tròn. Chỉ có 4 người mở khóa nhanh nhất mới được bước vào vòng tiếp theo. Rất nhanh, người đầu tiên đã mở được khóa, sau đó là người thứ hai. Còn Sebastian lại vừa hay chính là người thứ tư. Bước vào vòng thứ hai thì độ khó đã tăng lên, thời gian cũng ngắn hơn. 4 người điên cuồng xoay tròn đĩa mật mã, lắng nghe kỹ càng sự thay đổi của bánh răng. Bỗng dưng người đàn ông này mỉm cười. Anh ta lại là người đầu tiên mở được khóa. Cùng lúc này, Sebastian cũng đã hoàn thành xong việc mở khóa. Đến vòng cuối cùng thì độ khó của thử thách lại được nâng cấp. Họ phải mở được cánh cửa sắt nặng trịch kia trong vòng 3 phút. Bắt đầu đếm ngược. Người đàn ông lao vào hành động trước, nhưng độ khó lần này rõ ràng là vượt xa hai vòng trước đó. Người đàn ông trước giờ vốn tự kiêu ngạo mạn còn phải dùng đến cả ống nghe, lại quay sang xem Sebastian đến bây giờ vẫn chưa làm gì cả. Thời gian chỉ còn chưa tới nửa phút nữa. Cuối cùng thì Sebastian cũng bắt đầu ra tay rồi. Chỉ trong tích tắc anh đã làm rõ được kết cấu bên trong của ổ khóa. Anh áp sát tai vào cánh cửa, nhẹ nhàng xoay tròn đĩa mật mã. Ổ thứ nhất, ổ thứ hai. Cánh cửa mở ra, bậc thầy mở khóa giỏi nhất đã ra đời. Thì ra từ trước đến nay, Sebastian vẫn luôn che giấu khả năng của mình. Người đàn ông cảm thấy mình bị sỉ nhục bỗng chốc thẹn quá hóa giận. Anh ta đã trở thành trò cười của tất cả mọi người. Sebastian đang tận hưởng sự vinh quang thì vô tình ánh mắt lướt ngang qua một người phụ nữ. Một người phụ nữ thay đổi số phận của anh. Người phụ nữ này không hề đơn giản một chút nào. 6 tuổi đã ăn trộm được chiếc đồng hồ vàng đầu tiên. 16 tuổi thì cướp xe của người ta một cách trắng trợn. 17 tuổi bị cảnh sát quốc tế truy nã, trở thành kẻ trộm khiến ai nghe thấy tên cũng phải sợ hãi. Gwendolyn đã nhìn trúng khả năng của Sebastian và mời anh nhập bọn. Những người này toàn là cao thủ bậc nhất bậc nhì. Nữ hacker hàng đầu thế giới Corina có thể nhẹ nhàng phá bất cứ mật mã nào. Tay đua lão luyện Rob không ai có thể đuổi kịp được. Tay súng Brett khỏe như vâm, một mình có thể đánh được 10 người. Một nhóm cao thủ hàng đầu như vậy hợp thành một đội quân đạo tặc danh tiếng lẫy lừng. Trước mắt đội quân đạo tặc có một kế hoạch lớn. Daring Denibelangen. Đây cũng là mấu chốt thu hút Sebastian gia nhập. Cái gọi là Daring Denibelangen chỉ 4 kết sắt huyền thoại khó phá giải nhất trong lịch sử. Hàng trăm năm trước, bậc thầy mở khóa huyền thoại đã hao tốn tâm huyết cả đời, dựa theo thần thoại Bắc Âu làm bản vẽ thiết kế và chế tạo ra được 4 kết sắt đẳng cấp này. Chúng lần lượt là Dazzlego, Valkyrie, Sigurd, còn có cả Ragnarok trong truyền thuyết nữa. Hiện tại 3 chiếc kết sắt đầu tiên vẫn còn được bảo tồn đến bây giờ.